Hương Anh xin thân ái chào và gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và Hương Giang hy vọng là quý vị đã có hai ngày lễ cuối tuần thật là thoải mái, thư giãn để chuẩn bị cho một tuần mới. Tin tức ngày hôm nay có những bản tin quan trọng từ à, Tòa Phúc Thẩm Liên bang ở DC. Ngày hôm nay thì Tòa Liên bang đã lắng nghe hai bên tranh luận, bên công tố viên và bên phía ông Donald Trump về các lệnh bịt miệng. À, cựu tổng thống liên quan đến cái vụ truy tố về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử do ông Jack Smith khởi đơn và đây là bản tin chính ngày hôm nay trước khi đi vào những bản tin chính có một số tin tức nhỏ hơn nhau muốn chia sẻ với quý vị trước à, ngày hôm nay thì quý vị nào ở California có lẽ là cả miền Nam miền Bắc đều có hứng chịu gió ngay trong vùng vịnh San Francisco của chúng tôi thì gió cũng rất là lớn thời tiết đã bắt đầu vào lạnh ở Nam California ngay tại quận Cam quý vị biết gió uh, đến nỗi mà ngay trong cái Disneyland Park đã có gió gió lay cột điện và đã bị đổ quý vị biết là có ba người bị thương một người bị đưa vào được đưa vào bệnh viện trong cái tình trạng là hết sức là bị thương nặng và hai người khác cũng bị thương nhẹ hơn và ngày hôm qua ngày hôm chủ nhật thì cựu đệ nhất phu nhân bà Um, thưa quý vị bà bà Rosalind Carter tức là phu nhân của cựu tổng thống Jim Carter đã qua đời hưởng thọ 96 tuổi quý vị nếu mà nhìn vào lịch sử nhìn đây là cặp vợ chồng uh, cựu tổng thống được xem là sống lâu năm nhất thọ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và ông Jim Carter thì hiện nay đã 99 tuổi bà Rosalind Carter được đưa vào trong cái chương trình là chăm sóc à, điều trị cuối đời tức là gia đình cũng tiên liệu là ông bà cũng không có sống được bao lâu nữa. Riêng cựu tổng thống Jimmy Carter thì cũng đã đưa vào cái chương trình này từ hồi tháng 2 cho đến giờ và đã có rất là nhiều lời thương tiếc được gửi ra bởi vì bà Rosalind Carter được xem là bà đã à, một người rất hoạt động hoạt động rất là tích cực. Từ lúc mà bà kết hôn với ông Jimmy Carter, hai người gặp nhau khi bà năm bà 17 tuổi và sau cái lần hẹn hò đầu tiên thì ông Jimmy Carter đã về khoe với mẹ đây là người phụ nữ mà con muốn lấy làm vợ và hai người đã chung sống với nhau 77 năm, một cuộc hôn nhân rất là bền. Và quý vị biết là hình ảnh của bà Rosalind in đậm nét trong cuộc đời của ông Jimmy Carter từ lúc khi mà ông còn trong hải quân cho đến khi ông trở thành thống đốc tiểu bang Georgia và đến khi ông vào tòa Bạch Ốc năm 1977 cho đến 1981. Bà là đệ nhất phu nhân thứ hai mà có cái văn phòng làm việc ngay tại East Wing và bà đã có những cái chương trình và bà vận động cho chương trình về sức khỏe tâm thần và quý vị biết bà cũng là một trong những đệ nhất phu nhân hiếm hoi mà ra điều trần trước quốc hội về vấn đề sức khỏe tâm thần câu truyền cảm hứng rất là nhiều và sau khi mà ông Jimmy Carter rời khỏi nhiệm kỳ thì bà cũng đã tổ chức bà đã thành lập uh, trung tâm gọi là Carter Center tập trung vào vấn đề sức khỏe tâm thần bây giờ quý vị biết là có rất là nhiều lời chia thương tiếc nhưng mà trong đó có bà Melania Trump đó là cựu đệ nhất phu nhân uh, phu nhân của ông Donald Trump thì cũng như các cựu đệ nhất phu nhân khác bà Melania Trump cũng bày tỏ thương tiếc bà Rosalind Carter. Nhưng mà quý vị biết là cặp vợ chồng này tức là ông Trump với bà Melania thì luôn luôn được theo dõi được để mắt hết là xí sao. Đặc biệt là những cái mối quan hệ gặp gần những mối quan hệ căng thẳng của họ đối với người tiền nhiệm à, ngay tại những người tiền nhiệm hay những người kế nhiệm ngay ở trong tòa bạch ốc và Chính vì vậy mà những cái lời thương tiếc của bà Melana Trump gửi đến gia đình và cho người quả cố thì nó bị lu mờ bởi những cái phát ngôn của ông chồng Bởi vì quý vị biết là mới trong ngày hôm trước Tức là hôm thứ Bảy Tại một cái cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Diễn ra tại Iowa Thì ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Đem ông Jim, Jimmy Carter ra để mà chế nhạo Khi mà chỉ trích ông Joe Biden Chính phủ của ông Joe Biden Thì quý vị biết là Ông Donald Trump đã bảo rằng là bây giờ đó người mà hạnh phúc nhất ở trong quốc gia này ngay bây giờ là Jimmy Carter vì chính phủ của ông ta trông xuất sắc hơn so với những cái anh hề này. So với Biden, Jimmy Carter là một tổng thống xuất sắc, rất là xuất sắc. Đó là lời của ông Donald Trump. À thưa quý vị, hương nhà xin lỗi là đã quên tắt điện, quên tắt điện thoại. Um, và quý vị biết là ở bên ngoài đó người ta xăm soi người ta phán xét bà cặp vợ chồng này rất là nhiều trong khi có rất là nhiều lời dành lời ca ngợi dành cho Melania Trump đã đưa ra những cái lời tuyên bố được xem là những cái lời thương tiếc rất là đẳng cấp nào là uh, quý vị biết là bà dành cho bà Rosalind Carter những cái lời rất là tốt đẹp để lại một cái di sản hết sức là tuyệt vời cũng hiến cả đời mình cho À, cho chồng cho con và cho quốc gia những lời rất là đẹp đẽ nhưng mà cũng có những người cho rằng là bà Melania Trump đã rất là giả tạo bởi vì chỉ mới một hôm thôi ông chồng bà đã lôi Jimmy Carter ra tức là chồng của người quá cố của cựu đệ nhất phu nhân quá cố ra để mà chế nhạo. À quý vị biết là bà bà Rosalind đó. Bà Rosalind hay là ông Jimmy Đặc biệt là Jimmy Carter cũng không phải là fan hâm mộ gì Của ông Donald Trump Ông Jimmy Carter cũng không ít lần chủ, à, Thưa quý vị chỉ trích ông Donald Trump Nhưng mà bây giờ chúng ta cho đến giờ Thì cái chương trình tang lễ của bà Rosalind Đã được công bố Nhưng mà không có biết là liệu Có một sự tập trung đầy đủ các vị tổng thống cùng với cựu đệ nhất phu nhân hay là đương kim đệ nhất phu nhân có cái sự tập trung hay không quý vị còn nhớ là trong tang lễ trong đám tang của cựu cố tổng thống Bush cha, thì chúng ta thấy là gia đình ông Bush đã mời đầy đủ hết và nhưng mà quý vị biết là khi mà các vị tổng thống cùng các phu nhân của họ đang trò chuyện một cách hết sức là thân mật ở trên hàng ghế mà dành cho tổng thống thì khi mà ông Donald Trump bước vào thì cái không khí đó nó trùng xuống vợ chồng ông Barack Obama có đến có bắt tay ông Donald Trump nhưng mà cười một cách hết sức là gượng gạo còn bà Hillary Clinton thì coi như phớt lờ luôn nhìn hẳn không có nói năng gì hết nhưng mà đến lúc mà đám tang của bà Barbara Bush đó thì ông Donald Trump đã viện cái cớ là sự xuất hiện của ông sẽ làm gián đoạn cái tang lễ cho nên là ông không có tới nhưng mà bà Melania Trump thì có đến tham dự nhưng mà quý vị biết là À, bà Barbara Bush thì cũng là người chỉ trích ông Donald Trump cũng hết sức là nặng nề Bà chỉ trích ông Donald Trump là đưa ra những cái phát ngôn kinh khủng Đối với phụ nữ và những cái tuyên bố như vậy Và bà bảo là không thể hiểu được là có những người Tại sao người ta vẫn cứ theo ông Donald Trump vì với trước những cái lý do đó Và quý vị biết là sau khi mà tin tức về bà Rosalind Carter tôi qua đời thì ông Donald Trump đã lên mạng Rút Social để mà à, đưa ra cũng đưa, đưa ra bày tỏ thương tiếc và mở với một cái giọng rất là khác khác xa với những gì mà ông ta tuyên bố trong cái cuộc vận động tranh cử và bây giờ quý vị biết là ngày hôm nay à, có một cái thăm dò mới mà không có lợi cho ông Joe Biden đó là thăm dò à, Morning và cái thăm dò này là do Harvard CAPS cùng với Harris Poll họ thực hiện và họ mới được họ mới công bố vào ngày hôm nay và cho thấy là ông Donald Trump bây giờ đang mở rộng cái khoảng cách dẫn trước ông Joe Biden. 48% cho biết họ ủng hộ ông Donald Trump và 41% cho biết là họ ủng hộ ông Joe Biden. Như vậy là ông Donald Trump tăng với cái thăm dò hồi tháng 10 là tăng 2 điểm. Ông Joe Biden vẫn đứng tại chỗ nhưng mà ông Donald Trump thì tăng được 2 điểm. Và trong 11% còn lại mà họ cho biết là họ chưa có đưa ra quyết định hoặc là họ không có chắc họ ủng hộ ứng cử viên nào thì quý vị biết là 53% là nghiêng về phía ông Donald Trump. Cho nên đây là một cái điều mà À, dân chủ và chiến dịch vận động tranh cử của ông Joe Biden họ đang để mắc xích sao họ cũng rất là lo ngại mặc dù chiến dịch vận động tranh cử của ông Joe Biden thì họ xem nhẹ họ tỏ ra là họ xem nhẹ cái thăm dò như mà họ đã xem nhẹ cái thăm dò của New York Times à, vào tháng trước cho thấy là ông Joe Biden đang bị ông Donald Trump dẫn trước tại 5 trên 6 tiểu bang trọng yếu những tiểu bang mà ông đã thắng vào năm 2020. Và Dân Chủ bây giờ họ cho rằng là đã đến lúc Tổng thống Biden phải điều chỉnh lại cái thông điệp kinh tế của mình để mà có thể gây được tiếng vang cho cử tri năm trong bầu cử năm 2024. Quý vị biết là cho đến giờ đó thì trên các, các, các cuộc vận động tranh cử thì chúng ta thấy là ông Joe Biden vẫn không có thể đưa ra được một cái thông điệp hàng đầu của mình chưa có breakthrough được cái thông điệp hàng đầu của mình đến với cử cử tri cái thông điệp về kinh tế tức là ông vẫn chưa có thể là làm nổi bật cái thông điệp kinh tế của mình tức là kinh tế hiện nay đã tốt hơn rất là nhiều khi mà ông Joe Biden mới đặt chân vào tòa bạch ốc và quý vị biết là mặc dù như Giang nói là trên những cái chiến dịch vận động tranh cử à, trên chiến dịch vận động tranh cử trên những cái tại những cái cuộc vận động tranh cử thì ông Joe Biden cũng đã đánh bóng cái chính sách kinh tế của mình gắn tin gắn cái tên tuổi của mình vào chương trình nghị sự kinh tế của mình nhưng mà chưa đủ mạnh để breakthrough để mà đột phá qua được để đi vào cử tri và bởi vì quý vị biết là bây giờ đến cái mức lạm phát thì nó cao lãi suất cũng cao và thị trường nhà ở một cách rất là khó khăn và chính vì vậy mà cách giải quyết nền kinh tế của ông Joe Biden hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong các cuộc thăm dò và quý vị biết là nhiều cử tri tri đó theo cái thăm dò của New York thì họ cho biết là đa phần cử tri theo theo cái cuộc thăm dò này thì họ cho rằng là cái nền kinh tế của ông Joe Biden đã làm thiệt hại họ trong khi đó thì cái nền kinh tế dưới thời ông Donald Trump thì tốt đẹp đẹp hơn nói gì thì nói mặc dù kinh tế là điểm mạnh của ông Joe Biden nhưng mà nó không đủ mạnh với cái tình hình kinh tế hiện nay cho nên đây là vấn đề mà chiến dịch vận động tranh cử của ông đang họ hết sức là đau đầu và phía dân chủ thì đã họ đang hối thúc là làm sao mà phải điều chỉnh lại cái thông điệp kinh tế của mình đối với ông Joe Biden và ngày hôm nay tối ca pháp viện họ đã từ chối lắng nghe cái khiếu nại của Derek Chauvin quý vị còn nhớ đây là cảnh sát mà đã có những hành động dẫn đến cái chết của George Floyd mặc dù cái chết chết của George Floyd tức là người mỹ gốc phi ở tiểu bang Minnesota cách đây một vài năm đã gây bất ổn trên toàn quốc gia đã nhiều cuộc biểu tình diễn ra và nhiều cái cuộc phá phát diễn ra à, Mặc dù cái chết của George Floyd, của George Floyd không có phải là do Chauvin dẫn đến, nhưng mà cái hành động của ông Chauvin đã gây phản cảm, đã gây bất bình ngay cả cả trong lực lượng thực thi công lực ở trên quốc gia bởi vì Chauvin đã dùng đầu gối của mình đè lên đầu à, của George Floyd ở dưới đất trong vòng gần 11 phút đồng hồ. Và à, viên cựu cảnh sát này đã bị quý vị biết là bị um, kết tội bị đại bồi thẩm đoàn kết tội tội danh là sát nhân mức độ 2 rồi sát nhân mức độ 3 rồi ngộ sát mức độ 2 và với cái với cái khoảng thì Derek Chauvin có thể đối mặt với cái bản án lên đến hai mươi mấy năm tù. thì Derek Chauvin đã kháng án lên tối cao pháp viện của tiểu bang Minnesota nhưng mà tối cao pháp viện của tiểu bang Minnesota đã từ chối đồng từ chối xem xét cái vụ này tức là vẫn giữ nguyên cái phán quyết của tòa cấp dưới và David à, Derek Chauvin đã chuyển cái vụ này lên đã kháng án lên tối cao pháp viện và tập vào ngày hôm nay thì tối cao pháp viện từ chối lắng nghe cái vụ này có nghĩa là một lần nữa giữ nguyên cái phán quyết của tòa cấp dưới và điều này đã gây bất bình trong cộng hòa và quý vị biết là ngày hôm nay Fox News họ cũng đã thông báo cái cuộc tranh luận giữa Gavin Newsom thống đốc của tiểu bang California và Ron DeSantis thống đốc của Florida đây là hai vị thống đốc ở hai tiểu bang mà hoàn toàn đối lập với nhau và cái phiên điều trần sẽ Hương xin lỗi cái phiên tranh luận nó sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 tức là vào thứ năm tuần sau và sẽ diễn ra tại sẽ được truyền trực tiếp live trực tiếp từ Africa tiểu bang Georgia và bắt đầu từ 9 giờ tối theo giờ địa phương và kéo dài 1 tiếng rưỡi 90 phút đồng hồ. Và cái cuộc tranh luận này có mang tên là The Santis chống Gavin, uh, chống Newsom. Đây là cái tức là cuộc tranh luận giữa hai tiểu bang màu đỏ và màu xanh lớn nhất và quý vị biết là chúng ta rất là nhiều người đang trông chờ cá nhân hương giang cũng trông trông chờ cái cuộc tranh luận này như thế nào Trước đó thì Gavin Newsom đã đưa ra lời thách thức Ron DeSantis. Ron DeSantis lúc đầu không có dám nhận lời nhưng mà sau đó đã dám và hai bên thương lượng về các à, hình thức và cũng như các điều khoản khác. Thì ngày hôm nay Fox News họ thông báo là sướng ngôn viên điều hợp cái chương trình tranh luận này đó là Sean Hannity cũng theo lời đề nghị của Gavin Newsom. Và trong cái 2,90 phút thì sẽ tập trung vào những cái vấn đề trọng yếu của mỗi tiểu bang mà trong đó có cả là kinh tế, biên giới, di dân, tội phạm và lạm phát và để tìm hiểu cái mục tiêu là để tìm hiểu được những cái triết lý của hai vị lãnh đạo hai cái tiểu bang màu đỏ và màu xanh này cũng như là những cái tham vọng của họ đối với quốc gia và hai bên tranh luận nhưng mà ở dưới đó thì không có khán giả bởi vì theo lời của ông sonity cho biết làm như vậy thì nó sẽ à, cho cái cơ hội công bằng cho cả hai bên để respond hoặc là để trả lời những cái câu hỏi và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta chờ xem xem thử thứ năm là thứ năm thì cái, cái tranh luận này nó sẽ diễn ra như thế nào. Và ngày hôm nay quý vị nào theo dõi quý vị nào mà đặc biệt là quan tâm tình hình mà gọi là uh, technology đó, IT ngành IT, ngành công nghệ điện toán thì quý vị có thể là biết được, hương nhân có, hương nhân nhớ là hương nhân có chia sẻ với quý vị một tin rất là ngắn. Đó là Sam Altman, Sam Allman là tổng giám đốc của cái công ty quý, à, quý vị biết đây là công ty về à, trí tuệ nhân tạo AI rất là nổi tiếng. Đây là một trong những một, một một nhân vật còn trẻ thôi quý vị. Rất là nổi tiếng đã làm cho người ta chú ý đến AI đến trí tuệ nhân tạo. Thì mới đây Sam Altman bị ban giám đốc của công ty Open AI, một công ty về trí tuệ nhân tạo nổi tiếng đã sa thải bởi vì cho rằng là vị tổng giám đốc này đã không có trung thực với họ. Và hai ngày sau thì Microsoft đã mướn Sam Altman về làm một bộ phận mới cho ông này quản trị làm giám đốc một bộ phận hoàn toàn mới của Microsoft. Mà Microsoft trước đó thì họ thông báo là họ sẽ dành 10 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề trí tuệ nhân tạo và quý vị biết là chuyện gì xảy ra tại công ty OpenAI nơi mà ông Sam Altman bị sa thải đó là 600 nhân viên 600 nhân viên đã ký một các thư gửi cho ban quản trị công ty bởi vì sao Altman bị ban quản trị công ty ban quản trị công ty là sa thải và 600 nhân viên này cho biết là nếu như mà không có mướn ông Sam Omen trở lại thì họ toàn bộ họ sẽ từ chức và qua làm cho Microsoft bởi vì Microsoft tuyên bố là họ sẽ nhận toàn bộ nhân viên dưới quyền của ông Omen. Quý vị biết là những cái diễn biến này xảy ra nó hết sức là powerful, nó 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 mạnh mẽ vô cùng và chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của AI như thế nào, trí tuệ nhân tạo như thế nào. Và trong 600 nhân viên mà đã ký cái đơn yêu cầu là ban quản trị tự coi như là là từ chức đi đó và mướn đưa đưa vị giám đốc cũ của họ trở lại thì có cả người mà được thay thế, được đưa vào thay thế tạm quyền thay ờ mình. Quý vị biết là những cái thông tin như vậy nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều người, đặc biệt là trong cái ngành mà uh, IT và ngành mới nổi bây giờ mới nổi và có thưa quý vị nó rất là potential đó là ngành trí tuệ nhân tạo. Và bây giờ chúng ta quay trở về cái bản tin chính ngày hôm nay, đó là ngày hôm nay tòa phúc thẩm ở DC ba thẩm phán ba thẩm phán này đều do dân chủ họ uh, bổ nhiệm ba vị thẩm phán này ngày hôm nay đã lắng nghe hai bên phía công tố viên của văn phòng ông công tố viên đặc biệt Jack Smith và phía bên các luật sư biện hộ cho ông Donald Trump về vấn đề cái gác order tức là lệnh bịt miệng mà do bà Tanya Chuken tức là thẩm phán tòa cấp dưới đã áp đặt đối với ông Donald Trump vào tháng 10. Chúng ta biết là vào tuần trước thì phía ông Donald Trump đã đệ đơn lên tòa phúc thẩm yêu cầu tòa phúc thẩm là tạm ngưng cái án lệnh gác order lệnh bịt miệng của bà Tanya Chuken ít nhất là trong thời gian một tuần để chờ họ kháng án và cho đến khi có kết quả kháng án và tòa phúc thẩm theo đúng thủ tục họ tạm ngưng cái án lệnh của bà Tanya Chuken và họ đưa ra họ đừng ấn định cái ngày tranh cãi thì ngày hôm nay là cái ngày mà hai bên tranh cãi và chuyện gì xảy ra trong cái phiên tòa ngày hôm nay nếu như mà chúng ta nhìn vào cái cách mà các thẩm phán họ đặt câu hỏi đó thì chúng ta có thể thấy được một số tín hiệu và quý vị biết là ba vị thẩm phán này họ đã chất vấn các luật sư biện hộ của ông Donald Trump một cách hết sức là gay gắt lý do là phía bên ông Donald Trump họ cho rằng đó những cái phát ngôn của ông Donald Trump là những cái phát ngôn được tu chính án thứ nhất bảo vệ Quý vị biết là cho đến giờ đó lắng nghe hai bên thì hội đồng phúc thẩm họ chưa có đưa ra cái phán quyết cuối cùng ngay lập tức. Nhưng mà họ mở ra cái khả năng là có thể điều chỉnh trong một số án lệnh hay thậm chí là thu hẹp cái phạm vi như Hương Giang nói, nhìn vào cái cách họ đặt câu hỏi, nhìn vào cái cách họ chất vấn đó thì có thể thấy là một cái số dấu hiệu mà dấu hiệu thì cho thấy là chúng ta có thể nói là có thể cái lệnh bịt miệng ông Donald Trump không có được đưa ra những cái phát ngôn, không có được công kích, không có được bình phẩm, bình luận gì về nhân viên của tòa, về các công tố viên, về công tố viên đặc biệt Jack Smith, về các nhân chứng hay là bồi thẩm đoàn tương lai. Đó là cái lệnh của bà Tanya Chicken. Bà Tanya Chicken cho phép ông Donald Trump muốn nói gì thì nói về bộ tư pháp, về truy tố này hay là về bản thân tòa tức là bản thân bà Tanya chicken. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy cái dấu hiệu là tòa phúc thẩm ba vị thẩm phán này họ có thể giữ cái lệnh bịt miệng lại nhưng mà họ sẽ thu hẹp cái phạm vi của lệnh bịt miệng này chứ không có phải là họ hoàn toàn bãi bỏ cái lệnh bịt miệng này. Đó là dấu hiệu thôi quý vị, đây chỉ là dấu hiệu thôi theo cái phân tích và theo suy đoán dựa vào cách mà họ đặt câu hỏi họ chất vấn vào ngày hôm nay. Và quý vị uh, quý vị biết là như hương nhân nói đó là ông donald trump ông các luật sư dựa trên cái lập luận là lệnh bịt miệng vi phạm cái quyền tu chiến đáng thứ nhất và nó tạo ra một cái tiền lệ nó nó chưa từng có tiền lệ và nó tạo ra một cái tiền lệ kinh khủng và quý vị biết là các vị thẩm phán đó vào ngày hôm nay thì họ đặt cái câu hỏi là như hương nhân nói là họ đặt câu hỏi là liệu những cái phát ngôn của ông Donald Trump ở trên mạng xã hội đó nó thực tế nó có điều gì khác hơn hay không hay là nó tức là các vị thẩm phán này họ họ chất vấn hết sức là gắt gao về cái lập luận là những cái phát ngôn của ông Donald Trump được bảo vệ tuyệt đối được tu chính án thứ nhất bảo vệ tuyệt đối và các vị thẩm phán này cả ba người họ đưa ra những cái câu hỏi mà chúng ví dụ như là phát biểu chính trị này có nhằm làm trật đường ray hoặc là làm hư cái thủ tục uh, ph tư pháp hình sự hay không đó là những cái câu hỏi và quý vị biết là họ cũng chất vấn gay gắt phía bên các công tố viên chứ không phải là họ chỉ có chất vấn gay gắt phía bên biện hộ phía bên ông Donald Trump. Chẳng hạn như là họ cho rằng là cái chuyện là nếu như mà ông Donald Trump chỉ trích công kích ông Jack Smith thì liệu Jack Smith vẫn có tiếp tục tiến hành cái cuộc truy tố hay không? Điều này là hiển nhiên rồi. Cho nên là quý vị biết là chúng ta có thể thấy là các vị thẩm phán này họ cho rằng đó. Tại vì ngay cả một bà thẩm phán bà Patricia bà cũng đặt câu hỏi bà bà cho rằng là ông Jack Smith có đủ tức là có thick his skin is thick enough tức là mặt dày đó có đủ sức đối phó với những cái chỉ trích này cho nên là dù ông Donald Trump có chỉ trích hay là có phát ngôn gì đối với ông Jack Smith đe dọa gì đối với ông Jack Smith đi nữa thì Jack Smith vẫn làm cái công việc của mình công tố viên họ vẫn cũng làm cái công việc của mình và tòa cũng cho rằng cái lệnh bịt miệng có thể áp dụng cho ông Donald Trump như một cái biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những cái người liên quan trong cái vụ truy tố này khỏi những cái hành động quấy rối hay đe dọa bởi vì trước đây thì từ lúc năm 2020 cho đến là, cho đến giờ thì quý vị thấy là có những cái phát ngôn của ông Donald Trump nhắc đến cụ thể một ai đó và những người này họ đã bị đe dọa hay là họ bị uh, họ bị quấy rối thì đó là những cái diễn biến trong cái phiên tòa vào ngày hôm nay và thẩm phán họ cho rằng khi mà cái, cái khi mà phiên xét xử nó càng ngày càng đến gần thì cái không khí này nó càng ngày càng căng thẳng hơn cho nên có thể là tòa sẽ giữ vẫn giữ cái lệnh bịt miệng này là một cái biện pháp phòng ngừa Nhưng mà thu hẹp lại Có thể là không còn bao gồm công tố viên Có thể không còn bao gồm ông Jack Smith nữa Nhưng mà nhân chứng Hay là nhân viên tòa Thì chắc có lẽ là vẫn còn trong cái lệnh Biệt miệng đó Và quý vị biết là Ở bên Georgia Thì ngày hôm nay, ngày mai sẽ có một cái phiên điều trần Của Harrison Floyd Harrison Floyd Là một đồng phạm của ông Donald Trump Trong cái vụ bà Fanny Willis, Biện lý quận Fulton, truy tố 10, 19 bị cáo trong cái vụ tội phạm có tổ chức ở Georgia, mà bây giờ thì chỉ còn 15 người sẽ đem ra xét xử. Thì mới đây Floyd đã lên trên mạng xã hội để đưa ra những cái lời đe dọa, mà cụ thể ở đây đó là đe dọa một uh, nhân viên phòng bỏ phiếu quý vị biết là nhân viên phòng bỏ phiếu bà Robbie có lẽ là quý vị nghe tin nghe tin cũng biết và chính vì vậy mà phía công tố viên họ đã để một cái thỉnh nguyện lên tòa và ngày mai thì tòa sẽ tổ chức cái phiên điều trần để có thể và quý vị biết là cái phiên điều trần ngày mai kết quả có thể là tổng Harrison Floyd vào tù lý do là đã coi thường đã xem thường đã vi phạm cái bail bond tức là vi phạm cái bảo lãnh tại ngoại Tại vì khi mà đạt được Quý vị biết là đạt được cái thỏa thuận bảo lãnh tại ngoại Thì có một số điều kiện Và nếu như vi phạm Thì coi như có thể bị tống vào tù Cho nên là vào ngày mai đó Là cái phiên điều trần ngày mai Trước thẩm phán ông Scott McAfee Thì chúng ta sẽ có biết được Cái kết quả là sẽ như thế nào Liệu Floyd nhân vật này Đây là lãnh đạo của cái tổ chức uh, bắt vụ lợi các tổ chức này có tên là Black Voice for Trump tức là tiếng nói của người Mỹ gốc Phi dành cho ông Donald Trump tức là người Mỹ gốc Phi ủng hộ ông Donald Trump quý vị còn nhớ đây Joe, uh, Harrison Floyd là một võ sĩ và ông ta cũng đã đã có những cái tiền sự mà chính vì vậy mà cái thỏa thuận mà deal đó thỏa thuận mà được tại ngoại hồ tra uh, với Harrison Floyd nó cũng có vấn đề trước đây và tòa lúc đó hương giang còn nhớ là tòa cũng đã rất là gay gắt đối với bị cáo này à, ngày mai thì chúng ta chờ xem xem thử như thế nào và quý vị biết là à, tuần trước có một bản tin mà hương giang chưa có chịu, kịp chia sẻ với quý vị nhưng mà quý vị biết là cũng riêng tại Georgia thì mới đây tòa cũng đã ông Ông McAfee ông cũng đã đưa ra một cái án lệnh là lệnh bảo vệ tức là cấm tất cả các bên là không có được bất cứ ai đưa ra hay là rò rỉ hay là công khai tất cả những cái thông tin gì liên quan đến vụ án này. Có lẽ là quý vị đã biết rồi đó là có một cái đoạn băng rò rỉ mà ABC News là hãng đầu tiên có được cái đoạn băng này cho thấy là bà luật sư Jenna Ellis cái băng hình ghi lại cái cuộc thẩm vấn bà Jenna Ellis và bà Jenna Ellis đã khai một cái số điều và cho thấy là ông Donald Trump và các vụ tá của ông Donald Trump họ biết rõ là ông Donald Trump đã không đã biết là thất cử nhưng mà họ không có quan tâm họ bất chấp họ bất chấp cái sự thật và chính vì cái rõ rì này mà bà Fanny Willis đã yêu cầu tòa cho một cái lệnh bảo vệ và người làm rò rỉ cái đoạn băng này ra đó là một luật sư luật sư của bà Musty Hương không có nhớ chính xác bà này là nhân viên bầu cử ở quân hạt Coffee thì phải và luật sư làm rò rỉ tung cái đoạn băng này ra để muốn chứng minh là thân chủ của mình không không có tội nhưng mà quý vị biết là sau vụ này thì bây giờ ông tòa ống cấm các bên không có được công bố không có được phát biểu không có được đưa ra ngoài bất cứ cái thông tin gì. Bây giờ quay trở lại tuần trước thì truyền thông cho biết là ông hơ là công tố viên đặc biệt vào hồi tháng 1 được ông Merrick Garland tổng trưởng tư pháp bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra cái vụ mà Cựu, à mà ông Joe Biden cái thời làm phó tổng thống sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc dưới thời ông Obama thì đã đem tài liệu mật về nhà à, các luật sư của ông Joe Biden đã khi mà dọn cái văn phòng của ông ở DC thì tìm thấy một số tài liệu mật và họ đã thông báo cho lưu trữ quốc gia, họ thông báo cho Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra thì phát giác ra là cũng có một số tài liệu ở nhà ông Joe Biden, tư gia của ông Joe Biden ở Delaware và chính vì vậy, ông Mary Garland trước áp lực của rất là nhiều bên và ông đã bổ nhiệm ông Robert Hur là một biện lý Hoa Kỳ, cựu biện lý Hoa Kỳ theo Cộng Hòa. Biện lý Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump điều tra cái vụ tài liệu mật của ông Joe Biden. Thì truyền thông cho biết là ông Hur bây giờ chuẩn bị sẽ đưa ra cái bản báo cáo sau một cái cuộc điều tra cuộc điều tra của ông Hơ thì ông tập hợp một cái toán điều tra à, nhỏ thôi rất là khiêm tốn và họ đã thẩm vấn rất là nhiều người thẩm vấn có khoảng là gần 100 người và trong đó có cả những cái những cái phụ tá của ông Joe Biden trước đây và thậm chí thẩm vấn cả ông Joe Biden hai ngày hồi cuối tháng 10 tại tòa bạch ốc và truyền thông cho biết là ông Hur có lẽ trong cái báo cáo của mình sẽ có những cái lời khiển trách, sẽ có những cái lời chỉ trích ông Joe Biden hết sức là gay gắt nhưng mà không có đề nghị truy tố bởi vì chúng ta thấy theo dõi từ đầu tới cuối thì mặc dù chúng ta chưa biết là họ các nhà điều tra đã phát giác ra lý do tại sao ai chịu trách nhiệm cái việc là tài liệu mật lại nằm trong văn phòng tư của ông Joe Biden hay là về nhà riêng của ông. Nhưng mà dẫu sao Joe Biden cũng có một phần trách nhiệm nhưng mà chúng ta thấy là họ hợp tác với chính phủ ngay từ đầu để giao tất cả những cái tài liệu đó lại về cho chính phủ chứ không phải hoàn toàn khác với vụ của ông Donald Trump nhưng mà Donald Trump sau khi biết tin như vậy cũng lên mạng chỉ trích và thưa quý vị à, cho phép hương nhân tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại